Kính chào quý bà con và tất cả mọi người. Đây là cái thành quả mà cái ổi chiết mà đợt trước mình chiết thì đợt này đang cắt xuống. Đây một số cây anh mọi người xem này, rễ ra rất là nhiều. Đây. Rễ cái này là rễ già rồi. Nhìn túi thì nó bị rêu nên nhìn hơi khó. Đây, cái nào cái đấy rễ rất là già rồi. Đây. Đây này. Rễ già cành tơ lên rất ok. Đây một số cái cành hạ xuống và cắt xuống này. Đây. Cành đấy dễ già ok, cái này trồng thì rất là ok này. Dễ già quá già này đấy. Đây. Đây cái này nhìn đấy đen đen nhưng mà đấy dễ nhà thò lò đây. Cắt để cả quả, cắt bớt lá rồi để cả quả để tí người, đưa người trồng cũng bảo họ cắt đi nhưng mà cho họ nhìn cho nó thích thích tí. Đấy, đấy. Rễ này đấy. Thật ra thì cái ổi thì đặc tính của ổi thì nó dễ hơn, cũng khá là dễ, cũng không quá khó. Và thì cần kiên lưu ý là cái mọi người cũng có thể là chia sẻ mọi người là cái túi ni lông thì thực ra túi đen túi trắng cũng được, nhưng mà túi trắng thì mình nhìn dễ hơn thôi. Thực ra là túi đen nó tốt hơn bởi vì không cho tiếp giảm bớt ánh sáng tiếp xúc vào cái rễ, nhưng mà cái ánh túi trắng thì dễ nhìn hơn, dễ nhìn rễ để xem được hay không như thế nào, dễ nhìn hơn. Thứ hai nữa là cái phần giá thể, cái phần để mà bó thì mọi người ấy đi, mọi người ấy nhá, mọi người cứ dùng đất rồi là các thứ chặt chặt tí, xong nữa là phần cứa, phần khoanh thì mọi người mình thì không cạo, đấy, tức là khi thường thường khi khoanh nhá, chẳng hạn như khoanh như này thì khoanh xong vỏ sẽ cạo cái lớp nhựa, lớp nhầy ở cái phần cành của nó, nhưng mà mình không cạo, mình lấy cái dây buộc như này, có mấy cái cành mà quên không bó thì nó mới đến giờ đây này. Đây. Đấy, đến giờ nó lâu quá nên là nó sần sùi. Thì mình lấy cái dây buộc tịt vào đây, không cho nó liền hai đầu, không cho liền giữa cái đầu này với cả đầu này, tức là hai cái đầu mà mình khoanh ấy. Đấy. Đây chẳng hạn cái này mình không ấy thì nó liền mất rồi này. Không buộc thì nó liền mất rồi này. Đây, cái cành này như quên không buộc không bó này, nó lại liền trở lại này. Thấy không mọi người, nhìn nhớ đấy. Đấy chẳng hạn cái cây này, cái này này đây, nhìn rõ hơn này đây, nhìn rõ hơn là mình không quên không bó này. Đấy. Đấy. Đấy thì là cơ bản nó cái ổi thì nó cũng dễ thôi, bởi vì cây này căn bản nó ổi ăn khá ngon, hầu như không bọc luôn, không phải hầu như mà không bọc. Đây quả như này vẫn ok này, không chùm chi chít quả chi chít này, không bọc biếc gì hết, vẫn có rệp nhưng mà hơi để thế. Đấy. Quả này đấy, thế là cái việc nếu mà bà con có cái ổi ngon ngon thì có thể tiến hành tự chiết lấy cũng được. Chiết thì nó cũng dễ mà cũng không có gì là khó khăn cả. Đấy mọi người nhá. Đấy, xin chào. Đấy, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Đấy, đây là một số thành quả, một số cây đấy. Đây, hạ xuống. Thì một cái thắc mắc là nhiều người hỏi bảo là cái việc chẳng hạn đu cái cục đất ở trên như này thì có việc phải tưới nó, sợ nó bị khô cứng quá không, thì không phải lo đâu. Mọi người chỉ cần cái giá thể hơi ẩm ẩm tí. Tức là cái lúc mà bỏ thì ẩm ẩm, đừng có dùng chơi nguyên đất mà trộn một ít phân mùn hay là cái ẩm ẩm thế, ướt ướt tí là được. Vì sao nó tự khắc? Nó tự khắc là nó mọc được mà, nó điều tiết được, không phải lo cái khoản này nhá mọi người nhá. Đấy, ok. Còn khi nào cắt được á, khi nào rễ, khi nào cắt được thì rễ cứ bắt đầu hơi chuyển nâu nâu ấy là được. Như này thì quá già này. Rễ như này thì quá già, rễ như này này. Như này là ok, quá ok này. Rễ tức là rễ hơi nâu nâu. Đấy, rễ này thì quá là nâu rồi, nhưng mà lại nâu nữa. Nhá mọi người nhá. Rồi ok.